Ít nhất đã có 25 người thiệt mạng trong các vụ lở đất và lũ lụt sau bão Megi xảy ra ở khu vực bờ biển phía đông và nam của Philippines. Giới chức Philippines cho biết là hơn 130.000 người đã phải di rời đến nơi trú ẩn khẩn cấp khi mà bão quét qua gây ngập lụt diện rộng, mất điện và cản trở giao thông. Tỉnh Leyte ở miền trung của nước này bị thiệt hại nặng nề nhất với 22 người thiệt mạng trong các vụ lở đất. Trong khi đó, thì giới chức khu vực Davao ở miền nam của Philippines cho biết 3 người đã bị nước lũ cuốn trôi và ít nhất 6 người khác vẫn còn đang mất tích. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót. Megi là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay và dự kiến bão sẽ suy yếu trong ngày hôm nay.